Anh nhận lời định giá mà vẫn chưa thấy 589-000-666 Viettel. À, thật sự anh rất là xin lỗi em khi mà đã nhận lời mà chưa thể kịp lên video. Thế thì hôm nay anh sẽ thẩm định cho em cái số sim này. Đầu tiên chúng ta nhìn nhận này, đầu số 0589 là Phúc Phát Trường Cửu, đẹp nhá, rất đẹp đấy, ý nghĩa và tiến nhá. Tiếp theo này, 000-666, dòng sim tam hoa kép, với ý nghĩa của nó là gì? Tam hoa 6 là tam đại lộc, ba con không là rất hay nhá. Ba con không là gì? Là khởi điểm của mọi sự xuất hiện ở trên đời này, đó là quá khứ, là hiện tại và là tương lai. Ba số 0 là ba số chúng ta chưa thể biết nó phát triển thành cái gì đấy, nên con 0 là một con cực kỳ hay, thể hiện sự xuất phát điểm của đời người, và cuối cùng là tam đại lộc, tuyệt đẹp đúng không? Ý nghĩa thì hay, dãy số thì dễ nhớ. Đây cũng là một dòng sim hợp lý cho những ai muốn sở hữu để phát triển thương hiệu theo kiểu làm vận tải này, làm các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh buôn bán, tạo dựng nhân hiệu và thương hiệu, rất hay, rất ấn tượng. Và thẩm định cho em kỹ càng về giá thì sẽ bán đến khách hàng người dùng tầm khoảng 2x triệu đấy. Thế nhưng nếu như nó đã được chuyển mạng sang Viettel thì sẽ cao một chút xíu nữa đấy. Và anh hôm nay anh chia sẻ là gì? Số sim này rất tròn số, em nên sở hữu, sử dụng lâu dài, và đó là một số sim có thể tạo dựng nhân hiệu và thương hiệu cho em. Chúc em may mắn. Mình là Mì, thẩm định thật tâm về sim số đẹp.